Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie. Chương 6. Bạch Chỉ tỉnh lại là lúc ánh nến lay động, ánh sáng lắc lư bốn phía. Nàng dãy dội đứng dậy, kịp thời bị Thanh Hà ngăn chặn. Tiểu cô nãi nãi, người an tâm nằm đi, đừng nhúc nhích. Bạch Chỉ cười nói, không việc gì. Thế nào lại không có việc gì? Đại phu nói người khí huyết không đủ, hơn nữa nữ nhi vào thời kỳ đặc thù của thân mình sẽ không khỏe. Hôm nay nắng to, có chút cảm nắng. Thanh Hà nói xong, đồng thời lấy một chén sứ men xanh nhỏ tại bàn trà bên cạnh, đưa tới trên miệng của Bạch Chỉ. Bạch Chỉ ngửi ngửi là vị thuốc bắc, vội vàng quay đầu. Đắng lắm, ta không muốn uống đâu. Tiểu thư, thuốc đắng dã tật. Vậy trước tiên lấy chút mứt hoa quả đến, nếu không ta không uống đâu. Bạch Chỉ cực kỳ ghét vị đắng của thuốc bắc, trừ phi bắt buộc nàng định không uống. Thanh Hà bất đắc dĩ buông chén sứ, đi phòng bếp lấy mứt hoa quả. Phòng trong chỉ còn lại Bạch Chỉ, nàng nằm không được, từ trên giường đứng lên, khoác kiện áo khoác, một mình ra tòa viện đi dạo. Lâm Thủy Hiên ban đầu là tân hôn biệt viện của Liễu Thị cùng Bạch Uyên, sau này Bạch Uyên cưới nhị nương, độc sủng nhị nương, Liễu Thị nản lòng thoái chí đi Phật đường. Lâm Thủy Hiên để lại cho Bạch Chỉ. Bạch Chỉ thích hồ nước trong Lâm Thủy Hiên do nhân công xây dựng, tiện lợi cho nàng dùng để nhảy hồ tự sát. Nàng trước kia không cao hứng lại lấy tự sát để áp chế. Hiện tại Bạch Chỉ ngẫm lại cũng nhịn không được vì bản thân lau mồ hôi một phen. Người đã từng chết một lần hiểu được sự đáng giá của sinh mệnh. Ánh trăng bao phủ xuống, mặt hồ trong vắt, khắp hồ là hoa sen kết ra nụ hoa. Đợi đến lúc hoa nở, đã là vào mùa hạ. Một trận gió nhẹ phất qua, Bạch Chỉ hít sâu một hơi, chuẩn bị xoay người trở về, đôi mắt tùy ý phiêu phiêu. Ở bên kia bờ hồ, nàng nhìn thấy một thân ảnh màu nguyệt bạch. Thân ảnh thon dài kia đứng đối diện nàng. Nàng khinh thường, lại biết là người phương nào. Bạch Chỉ vốn định khẽ cắn môi rời đi, người nọ ở bờ bên kia ngược lại đành mở miệng trước. Bạch cô nương, đã khỏe chưa? Nàng đành phải đứng lặng bất động, nói với mộ đồ tô ở bên kia. Khỏe, đa tạ thế tử. Hả? Cái gì? Ta không nghe thấy. Bạch Chỉ tự nhận âm thanh của bản thân đủ vang dội, không có lý nào lại nghe không thấy. Ngại cho lễ phép, Bạch Chỉ lại gia tăng thanh âm một chút. Đa tạ thế tử quan tâm, thân mình ta vững vàng, sáng sủa. Độ mạnh yếu của thanh âm này nàng không nắm chắc, truyền ra ngân nga quanh quẩn. Bạch Chỉ còn chưa kịp tự mình ảo não, Thanh Hà đã sớm nghe tiếng tìm đến, vội vàng ngăn cản. Hây, trời ạ, cô nãi nãi, người đây là muốn thông báo với mọi người trong phủ, nửa đêm người cùng thế tử ở ngoài nói chuyện yêu đương sao? Tuy rằng Bạch Chỉ khinh thường nét mặt của mộ đồ tô bờ bên kia ra sao, nhưng trực giác nàng luôn luôn chuẩn, có thể cảm ứng được ý cười bỡn cợt của hắn. Nàng lại bị hắn đùa giỡn. Sự thật chứng minh, như lời Thanh Hà, nàng nửa đêm ở ngoài lớn tiếng ồn ào, bị toàn phủ xuyên tạc thành công khai nói chuyện yêu đương. Bạch Chỉ đi lại trong phủ, chuẩn bị tới đại đường bái kiến vương phi, gia bộc đều dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. Tỷ tỷ, thân mình khỏe lên chưa? Bạch Thược hôm nay ăn mặc thập phần long trọng, váy lụa mỏng màu xanh lưu ly, tay áo thêu hoa sen trắng, búi tóc phi yến, cắm một cây thúy hoa châm giản dị. Nhìn lại Bạch Chỉ mà nói, rất thanh lịch. Ngày đầu tiên bái kiến vương phi, trang phục của Bạch Thược có thể nói là rất lễ nghi quy củ. Bạch Chỉ nghĩ, nàng đối lập như vậy, khẳng định sẽ bị phụ thần mắng. Như vậy sao có thể xưng là tận lực lấy lòng? Bạch Chỉ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ,
ta mặc như vậy đi bái kiến có chút mất thể thống, may mà gặp muội muội. Đi Thanh Hà, trở về Lâm Thủy Hiên. Lúc Bạch Chỉ đi qua Bạch Thược, rõ ràng cảm giác được trong mắt Bạch Thược toát ra khinh bỉ. Nàng không giận, ngược lại rất vui. Trở về Lâm Thủy Hiên, Bạch Chỉ đi chậm, còn đong đưa ném thức ăn cho cá. Thành Hà ở bên sốt ruột thật sự, thời gian càng ngày càng cấp bách, nhưng tiểu thư nhà mình chẳng những không nắm chặt thời gian rửa mặt chải đầu, ngược lại đi cho cá ăn. Thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp rút. Bạch Chỉ nhìn mặt trời từ từ chạy về phía Đông Sơn, lúc này mới buông thức ăn trong tay, thảnh thơi nói. Thanh Hà, mau mau rửa mặt chải đầu, tốc độ mà nhanh một chút. Thanh Hà thật sự không hiểu, tiểu thư bị cảm nắng đem đầu nấu chín rồi hay sao? Kỹ thuật trang điểm của Thanh Hà rất tốt, có điều luôn luôn bị Bạch Chỉ không ngừng thúc giục. Nàng càng căng thẳng, luống cuống tay chân, tạo nên hiệu quả cực kém. Đầu óc tán loạn, quần áo mặc không sạch sẽ. Không nghĩ tới, Bạch Chỉ nhìn vào kính lại rất vừa lòng, tươi cười đầy mặt khen nàng một phen. Thành Hà nghĩ, di chứng của việc bị cảm nắng, đầu tiểu thư thật sự đã bị nấu chín rồi. Bạch Chỉ vừa ra Lâm Thủy Hiên, giống như thay đổi thành một người khác. Bước chân thảnh thơi bỗng chốc dồn dập, đi tới gần đại đường, bước chân đã không phải là đi mà là chạy. Thành Hà theo sát phía ta sau, kêu to. Tiểu thư, chậm một chút. Khi Bạch Chỉ giống như mũi tên lao vọt vào đại đường, thấy người nhà đã cùng Vương Phi tán gẫu thật vui. Bạch Chỉ thở hổn hển hạ thấp người. Vương Phi, mạnh khỏe. Nàng bỗng chốc trở thành hồng tâm chú ý của toàn bộ đại đường. Nàng nhìn thấy Bạch Uyên phẫn nộ cùng xấu hổ, Liễu Thị giật mình cùng bất đắc dĩ, Nhị Nương trào phúng cùng đáng tiếc, Bạch Thược đắc ý cùng khinh thường, và Mộ Đồ Tô trầm tư cùng không hiểu. Vương Phi cau mày, nhìn Bạch Chỉ quần áo không chỉnh, búi tóc hỗn độn, giống như một dã nhà đầu không hề ra giáo. Trong lòng Bạch Chỉ biết Vương Phi đã bắt đầu bất mãn với nàng, rốt cuộc là Vương Phi, trên mặt vẫn như trước là bộ dạng rộng lượng hiền lương mà danh môn vọng tộc nên có. Bạch gia đại cô nương, đây là từ đâu mà đến? Bạch Chỉ giả bộ tủi thân. Dân nữ biết sáng nay bái kiến Vương Phi, cố ý rửa mặt chải đầu một phen. Yêu cầu của dân nữ rất cao, bỏ lỡ canh giờ, làm cho Vương Phi chê cười, mong rằng Vương Phi bao dung. Bạch Chỉ lập tức quỳ xuống. Lấy diện mạo bình thường là tốt rồi, đứng lên đi. Vương Phi như trước bảo trì khuôn mặt rộng lượng, nhưng rất ấn tượng đã giảm đi một phần lớn. Trước khi Bạch Chỉ đứng dậy, vụng trộm chăm chỉ nhìn Bạch Uyên. Hắn vẫn tức giận như trước, nhưng trong đó có ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bạch Chỉ lại vụng trộm trở nên vui vẻ, nàng muốn là hiệu quả này. Nàng ngồi xuống bên cạnh Bạch Thược. Bạch Thược giả mù sa mưa an ủi nói. Tỉ tỉ, đừng thương tâm, lần sau còn có cơ hội. Bạch Chỉ cũng giả mù sa mưa thở dài. Tỉ tỉ thực không phải. Khóe mắt tùy ý thoáng nhìn, nhưng lại phát hiện Mộ Đồ Tô luôn luôn nhìn nàng. Hắn cau mày, dường như xem thấu một chút tiểu thông minh của nàng. Thông minh như Mộ Đồ Tô, hắn nhìn ra được cũng thế. Dù sao, mục đích của nàng là cùng Mộ Đồ Tô phân rõ giới hạn. Hậu quả của việc dùng tiểu thông minh để đùa giỡn cực kỳ nghiêm trọng. Bái kiến sau, Bạch Chỉ không thể may mắn thoát khỏi việc bị Bạch Uyên gọi vào thư phòng, hùng hằng phê bình một chút, từ ngữ trào dâng oán hận, chỉ tiếc rèn rắt không thành thép. Bạch Chỉ cúi đầu, giống như nài con hoảng sợ. Nàng rất hiểu cha nàng, tính tình được phát tiết xong sẽ bình thường, không nên cứng rắn chống lại. Bạch Uyên nói, người nhìn xem, hôm nay dọa người như thế nào? Một nữ hài tử quần áo không chỉnh, đầu tóc rồi hỗn độn, có thể thống gì? Đừng nói thế tử không vừa lòng ngươi, Vương Phi càng chướng mắt ngươi. Bạch Chỉ rụt đầu ủy khuất nói,
Con cũng vì muốn sự việc tốt hơn, trở nên hấp dẫn một chút, hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Vương Phi cùng Thế Tử. Kỳ thực, Bạch Chỉ đang cười trộm ở trong lòng. Tốt nhất là ấn tượng của cả hai mẫu tử bọn họ về nàng đều kém tới cực điểm. Bạch Chỉ nói như thế làm cho Bạch Uyên không còn lời nào để nói. Không thể nói nàng không tận tâm, chỉ trách rất tận tâm, biến khéo thành vụng. Bạch Uyên chỉ tiếc rèn rất không thành thép, than thở. Chỉ Nhi, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại cần phải bắt được Thế Tử. Vâng. Bạch Chỉ miệng thì đồng ý, trong lòng lại tính toán làm thế nào để tác hợp Bạch Thừa cùng Mộ Đồ Tô, cho nàng sớm thoát ly bể khổ. Bị Bạch Uyên giáo huấn xong, Bạch Chỉ trở về Lâm Thủy Hiên. Đường xá đi qua biệt viện không thể không gặp mặt Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ lễ phép đứng trước mặt Mộ Đồ Tô hạ thấp người. Thế Tử! Mộ Đồ Tô lạnh lùng nói. Sáng nay người xuất hiện thật đúng là làm ta kinh diễm. Bạch Chỉ hiển nhiên biết lời này là nói ngược. Nàng tự trách, nói. Vì ta rất coi trọng lần bái kiến này. Ngược lại biến khéo thành vụng, làm cho Vương Phi cùng Thế Tử chế giễu rồi. Vì sao lại coi trọng lần bái kiến này như thế, để nỗi phải hao hết tâm tư ép buộc bản thân như vậy? Mộ Đồ Tô tới gần Bạch Chỉ. Bạch Chỉ lui vài bước, cho đến khi không còn đường thối lui, thần mình ấn lên cây cột trên hành lang dài. Bạch Chỉ quát bảo ngừng lại. Thế Tử, xin tự trọng. Mộ Đồ Tô kéo kéo môi mỏng, vẫn đi lên như trước, ngón tay thon dài nâng cặp Bạch Chỉ, bức bách nàng nhìn thẳng hắn. Bạch Chỉ căng thẳng nhìn Mộ Đồ Tô gần trong gang tấc, nàng không ngừng ám chỉ bản thân, tuyệt đối không thể lùi bước. Nàng nhìn lại, hắn chẳng kiêng dè, hai tròng mắt hắn sâu sắc như bầu trời đêm. Mộ Đồ Tô đem ánh mắt liếc lên đôi môi khẽ run của nàng, nhớ tới một màn trên xe ngựa. Hắn cười cười, buông nàng ra. Bạch Chỉ lại không cho hắn là sắc mặt tốt, trợn trừng mắt. Mộ Đồ Tô bỗng nhiên nói. Bạch cô nương, mấy ngày nữa ta muốn hướng phụ thân người cầu hôn. Hả? Cái gì? Bạch Chỉ phát hoảng. Chẳng lẽ không cần nàng xây cầu, hắn đã cùng Bạch Thược ngầm xe to kết tóc? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng cảm thấy đúng là hợp lý. Dùng mạo Bạch Thược cùng Nam Chiếu tiểu công chúa có 7 phần tương tự. Kiếp trước, nàng và Bạch Thược đồng thời bị hắn hấp dẫn. Bản thân nàng ỷ vào thân phận đích nữ, cưỡng chế Bạch Thược chặt đứt ý niệm. Nếu như không phải bản thân lúc trước quá vô lý, nàng chắc chắn Mộ Đồ Tô sẽ không chọn nàng, tiểu thiếp của hắn sẽ là Bạch Thược. Đây là tự lấy tảng đá đập vào chân mình, tự làm tự chịu. Kiếp này nàng tuyệt đối sẽ giơ hai tay tán thành cho bọn họ. Có gì không thể? Hay là Bạch cô nương có ý kiến gì với ta? Bạch Chỉ mặt lộ vẻ mỉm cười, hết sức chúc phúc. Không thể tốt hơn, ta thật là vui mừng được cùng Thế Tử kết làm thông gia. Mộ Đồ Tô híp mắt lại. Xác định? Hiển nhiên. Bạch Chỉ thật là nghiêm chỉnh gật đầu, tăng thêm tính khẳng định. Ta cho rằng giống như cá tính của Bạch cô nương, tình nguyện làm nhà nghèo chính thê, cũng không cần làm hầu môn tiểu thiếp. Bạch Chỉ thần muốn trừng hắt mắt hai mắt. Bạch Thược nguyện ý là được, nàng lười quản Bạch Thược. Lại nói nàng cùng Bạch Thược thân ở mặt ngoài, sau lưng đều cầm dao nhỏ chuẩn bị đâm đối phương hai đao. Mặc kệ nàng ta là nhà nghèo chính thê hay hầu môn tiểu thiếp, một đồng bạc quan hệ cùng nàng cũng không có. Bạch Chỉ bận tâm hình tượng của tiểu thư khuê các, già vẻ nhỏ nhã. Hai bên nếu là chân tình, thiếp hay thề đều không quan trọng. Cuối cùng nàng ở trong lòng thêm một câu. Thúi quá. Mộ Đồ Tô hơi sửng sốt, lập tức xì cười, lóe đôi mắt sáng lóe nghiêm cẩn nhìn Bạch Chỉ. Như vậy thì ta không khách khí. Không cần khách khí, cứ việc vui lòng. Bạch Chỉ đáp lại hắn một cái mỉm cười chân thành.
Nàng thật sự không nghĩ tới, nàng không cần tốn nhiều não, không đánh mà thắng. Vừa nghĩ đến hai người làm nàng đau đầu, Mộ Đồ Tô cùng Bạch Thược đều song song rời đi tầm mắt, Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngày về sau, nàng lại thư sướng vượt qua. Một khi cao hứng, nàng lại muốn ăn bánh bao Bắc phố. Hết chương 6, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV, MC Annie. Chương 7. Bạch Chỉ ngóng Mộ Đồ Tô hướng Bạch Thược cầu hôn, nhưng qua mấy ngày, hắn vẫn không có chút hành động. Cả ngày ở trong biệt viện thẩm trà luận kiếm, hoặc là cùng Vương Phi đi Bạch Mã tự dâng hương. Đương nhiên, này đó là Bạch Chỉ nghe Thanh Hà nói. Từ khi Vương Phi cùng Thế Tử vào ở trong Bạch Phủ, Bạch Chỉ liền không bao giờ ra khỏi Lâm Thủy Hiên. Bái kiến Vương Phi diễn ra nửa tháng một lần. Mấy ngày rồi, Bạch Chỉ không thấy Mộ Đồ Tô, cũng không biết rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì. Sự thật xác minh lời nói mà Thanh Hà thường xuyên bắt lại trên miệng. Hoàng đế chưa vội, thái giám đã vội. Nàng thực sự là tên thái giám đáng buồn kia, sắp vỗ ngực liên tục, muốn dắt Mộ Đồ Tô đi hạ xính cầu hôn. Thanh Hà thấy Bạch Chỉ đã nhiều ngày mặt ủ mày trao, trà không uống, không cơm không ăn, chế nhạo nói. Ai, tiểu cô nãi nãi, mùa xuân vừa qua khỏi, lại tư xuân. Bạch Chỉ than thở. Ai, ta không đem việc này giải quyết, sẽ không nhìn thấy mùa xuân sang năm đâu. Tiểu thư, sao người lại nói điều suối quẩy như thế? Tâm tư nam nhân so với nữ tử chúng ta còn sâu hơn đáy biển. Ta thật không hiểu hắn nghĩ cái gì nữa. Bạch Chỉ đi tới cửa hiên, ngẩng đầu nhìn mái hiên. Nước mưa tầm tã rơi xuống như tâm tình giờ phút này của Bạch Chỉ. Kiếp trước cho tới bây giờ, nàng chưa từng nhìn thấu hắn. Hắn là đại tướng quân phụ trợ tam hoàng tử đoạt đế vị, cưới Nam Chiếu công chúa, là nam nhi si tình từng nói sẽ chọn đời chọn kiếp một đôi nhân. Nàng đã không cùng hắn trở thành một đôi nhân. Như vậy nàng đành phải cút thật xa, cút thật xa. Từ đây không liên quan. Hài, như thế cũng rất tốt. Tiểu thư tương tư thành tật, mỹ nam đúng là tắc quái. Thành Hà buồn bực ngồi một bên, tha thiết nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nghe xong muốn cười, đang chuẩn bị trêu chọc làm nàng cười thêm một phen. Một nhà hoàn đi tới, hướng Bạch Chỉ hạ thấp người. Tiểu thư, Thế Tử đến. Hả? Không gặp. Bạch Chỉ thốt ra. Bạch cô nương hôm nay tính tình thật là lớn. Nhoáng lên một nháy mắt công phu, Mộ Đồ Tô liền xuất hiện trước mặt Bạch Chỉ. Hôm nay hắn mặc một bộ huyền sắc trường bào, trông giống kiểu cách ngày xưa không nhiễm bụi trần, mang theo chút thành thạo ổn trọng của tuổi trẻ. Người đã đến Lâm Thủy Hiên, Bạch Chỉ hiển nhiên không dám thực hiện, đuổi hắn đi. Nàng hướng Mộ Đồ Tô hạ thấp người nói. Dân nữ có chút không thoải mái. Bây giờ mong rằng Thế Tử bao dung. Ta hiển nhiên biết người không khỏe, ta cố ý đến đây là đến thăm người không khỏe. Bạch Chỉ cũng không ngốc, vươn tay về phía ghế dựa. Mời Thế Tử ngồi. Nàng lại quay lại nói với Thanh Hà. Này, pha cho Thế Tử một chén trà. Hai người ngồi xuống, Bạch Chỉ mỉm cười. Không biết lần này Thế Tử đến đây có phải là... Từ từ, đợi ta uống chén trà sẽ cùng ngươi nói, có được không? Bạch Chỉ ngẩn người, gần như muốn nghiến răng nghiến lợi. Tốt! Thành Hà đưa tới bích loa xuân mà Bạch Uyên tặng cho Bạch Chỉ. Khi Mộ Đồ Tô cầm lên chén cái, Bạch Chỉ liền biết là bích loa xuân mà nàng yêu thích. Một trận đau lòng thổi quét toàn thân, giận Thanh Hà, cho người cặn bã này uống trà ngon như thế làm gì? Càng làm cho Bạch Chỉ buồn bực đó là, Thanh Hà còn hướng nàng nháy mắt, như đang nói, xem, ta đây giúp người lấy lòng hắn ta. Nàng không cần phải lấy lòng.
Oán khí chặn trước ngực Bạch Chỉ lại không thể làm gì cho hết giận. Nàng chờ đợi Mộ Đồ Tô uống trà xong, tiếp tục mỉm cười. Thế tử, hiện tại có thể nói chưa? Mộ Đồ Tô nhàn nhạt buông chén trà trong tay, cặp mắt sâu không thấy đáy nghiêm cẩn chăm chú nhìn nàng, dường như muốn hút nàng vào trong đó. Hắn nói, ta muốn cùng Bạch cô nương nói chuyện cầu hôn. Bạch Chỉ ngẩn người, chuyện mà nàng tâm tâm niệm rốt cuộc có chuyển biến. Nhưng nghĩ lại, việc cầu hôn sao lại nói cùng nàng? Bạch Chỉ khiêm tốn nói, thế tử, về việc cầu hôn, người cần phải nói cùng phụ thân ta. Bạch Chỉ không nên nhúng tay. Bây giờ đúng là không có việc gì mà thiên hạ không tồn tại. Muội phu cầu hôn còn muốn hỏi ý kiến của tỷ tỷ sao? Này, chẳng lẽ là thói quen khi cầu hôn nạp thiếp à? Ta mấy ngày nay chưa nói nửa câu về việc cầu hôn. Bạch cô nương có ý kiến gì không? Cho tới bây giờ, cái nhìn của ta nhiều như hạt mưa rơi ngoài kia, chỉ có hơn chứ không có kém. Bạch Chỉ gần như bất mãn nhìn Mộ Đồ Tô, ngữ khí tức giận bất bình. Mộ Đồ Tô ánh mắt chợt lóe sáng, khóe miệng mỉm cười. Vậy nói nghe một chút. Thế tử ở kinh thành, danh vang khắp nơi. Bây giờ thế tử nói cầu hôn lại chậm chạp không đề cập tới, chẳng phải là đùa giỡn dân nữ đàng hoàng chúng ta sao? May mà thế tử cùng ta nói, nếu là cùng cô nương nhà khác nói á, không chừng đã có án mạng phát sinh rồi. Đến lúc đó lương tâm thế tử có thể không áy náy sao? Bạch Chỉ nói ôn hòa nhưng ánh mắt lại hay thay đổi. Mộ Đồ Tô nghe lời của nàng, nhìn người nàng, cuối cùng không nín được nụ cười. Là ta sai, không nên chậm chạp. Cô phụ Bạch cô nương đúng là một mảnh tâm ý. Thời gian vẫn còn kịp, hiện tại cầu hôn cũng không muộn đâu. Bạch Chỉ cảm thấy khát nước, tùy tay ngắm lấy ly trà trước mặt, giả bộ lạnh nhạt nhấp hai ngụm. Ánh mắt Mộ Đồ Tô chuyển đến chén trà trong tay nàng, nhìn lại vị trí cái cốc mà mình uống dĩ nhiên giống tuếch, cười thầm. Ta nhất định sẽ không có cô phụ kỳ vọng của Bạch cô nương. Bạch Chỉ buông chén trà, thật là vừa lòng gật đầu. Mộ Đồ Tô nhấp mím môi. Kỳ thực Bạch cô nương có điều không biết, ta mấy ngày nay cùng mẫu phi thường thảo đã muốn là thê tử mà không phải là thiếp. Bạch Chỉ sửng sốt, nàng vạn vạn không ngờ đến Mộ Đồ Tô đối với Bạch Thược tình thâm như thế. Chẳng lẽ không phải bộ dạng Bạch Thược 7 ngày giống như Nam Chiếu công chúa, mà là Nam Chiếu công chúa bộ dạng 7 phần giống Bạch Thược? Bởi vì nàng gây chuyện, Mộ Đồ Tô không cưới được Bạch Thược, tâm sinh tiếc nuối mới cưới Nam Chiếu công chúa. Bạch Chỉ theo logic của bản thân, càng nghĩ càng hoảng sợ. Bạch cô nương, người làm sao thế? Mộ Đồ Tô thấy sắc mặt Bạch Chỉ bỗng nhiên trở nên trắng bệch, có chút lo lắng. Bạch Chỉ cười cười, xấu hổ nói. Thật không nghĩ tới thế tử có tâm như thế, ta đây thật là vui mừng. Thê cùng thiếp, kỳ thực đều không sao, chỉ cần có yêu liền được. Nàng thực sự hối hận, lúc trước, thức thời làm chi, chia rẽ một đôi ân ái nam nữ si tình này, thật sự cảm thấy quá tội lỗi. Mộ Đồ Tô cười nhưng không nói. Tiễn bước Mộ Đồ Tô, tâm tình Bạch Chỉ miễn bàn có nhiều sảng khoái. Việc cầu hôn này đã được 8-9 phần, nàng cũng coi như là một chuyện tốt. Từ nay về sau, Bạch Thược sẽ không thành uy hiếp của nàng, giải quyết xong mối lo trong lòng. Mà sau khi Mộ Đồ Tô cưới Bạch Thược, cùng nàng cũng không liên quan gì cả, từng đạo kiếp số cũng sẽ đẩy tại đây đánh xuống một dấu chấm tròn. Cơm trưa, Thành Hà bưng đồ ăn tới, Bạch Chỉ khẩu vị cực tốt, ăn hai chén cơm lớn. Thành Hà gắt giọng. Thế tử vừa tới, chỉ cùng tiểu thư nói vài câu, tâm tình tiểu thư liền tốt như thế. Thật, đúng là ai buộc chuông thì người đó đi mà cười chuông. Bạch Chỉ ăn xong cơm trưa, lấy chén nước xúc miệng, tùy ý nói. Hắn giải khai một cái bế tắc trong lòng ta.
Thành Hà nghe không hiểu, liền gán cho tiểu thư nhà mình đang khao khát cuộc sống tốt đẹp phú quý về sau. Tâm tình tốt, người này tất nhiên thích đi lại. Bạch Chỉ biết Mộ Đồ Tô sắp sửa hướng Bạch Thược cầu hôn, cùng nàng không có quan hệ gì. Nàng liền không cần trốn tránh ở Lâm Thủy Hiên, ngẫu nhiên gặp gỡ một lần cũng không làm biến đổi điều gì. Bạch Chỉ vô tình đi đến biệt viện, thấy Bạch Thược đang cùng Vương Phi ngồi trong đình. Bạch Chỉ nghĩ, nàng có nên đi qua ân cần thăm hỏi một phen hay không? Về tình về lý, đây là việc phải làm. Bạch Chỉ đi tới, vào trong đình, hạ thấp người nói, Vương Phi, mạnh khỏe. Hôm nay Vương Phi tâm tình tốt, đã nhiều ngày qua, chỉ luôn nói nửa vời, trên mặt lộ ra vẻ đoan trang tài trí. Bây giờ, mặt nàng đang tươi cười, khóe mắt híp lại, nhìn như rất vui mừng. Bạch đại gia cô nương đã đến. Đến đây, ngồi. Bạch Chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bọn họ, cùng thần Vương Phi hỏi Bạch Chỉ. Bạch gia đại cô nương cùng nhị cô nương là bằng tuổi. Vâng, Bạch Chỉ trả lời. Cùng thần Vương Phi nắm cánh tay Bạch Thược, an ủi nói. Bản cung luôn có chút uể oải. Năm vừa rồi thế tử 20, bên người có một nữ nhân đều không có, cho dù một nhà đầu thông phòng cũng tốt. Lần này đến Tô Thành xem như đến đúng nơi, không nghĩ tới thế tử rốt cục muốn một nữ nhân bên người. Cùng thần Vương Phi ánh mắt sáng ngời nhìn Bạch Thược, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng. Bạch Thược ngượng ngùng cúi đầu, khóe miệng ý cười, một bộ tiểu nữ nhân ngượng ngùng. Nhị cô nương, mặc dù vào vương phủ ta làm thiếp, nhưng thế tử chưa cưới vợ, người cũng là lớn nhất. Vâng. Bạch Thược chỉ sợ muốn dúi đầu vào phía dưới cái bàn. Hai người này quan hệ quá tốt, thêm vào chân ái của Mộ Đồ Tô, cửa hôn nhân này coi như đã thành. Cùng thần Vương Phi trở lại nhìn Bạch Chỉ, lời nói thấm thía nói. Con cái có thứ tự, theo đạo lý là đại cô nương lập gia đình trước, nhưng nhị cô nương được thế tử nhìn trúng, bản cung biết người chịu ủy khuất. Qua mấy ngày bản cung trở về kinh xem xét lương nhân cho đại cô nương. Đa tạ Vương Phi quan tâm. Bạch Chỉ lễ phép cảm tạ, dương mắt thấy Bạch Thược đắc ý tươi cười. Bạch Chỉ tâm tính cực kỳ bình thản, cứ việc đắc ý đi, không phải mong muốn của bản thân. Dù là đồ tốt, ở trong mắt nàng cũng chỉ là nhất thời, khinh thường liếc mắt một cái. Ba người nói cười cười ở trong đình uống trà, ăn điểm tâm, nói chuyện nhà, chờ đến khi một gã sai vặt chạy tới, nói với Vương Phi. Vương Phi, thế tử đã đặt sính lễ, mệnh tiểu nhân thỉnh Vương Phi đi qua. Hay, đứa nhỏ này khẩn cấp như thế à? Vương Phi cười giận dữ. Bạch Chỉ cùng Bạch Thược lần này vô cùng ăn ý, cười cười. Ba người cùng nhau đi vào đại sảnh, Mộ Đồ Tô như trước mặc huyền sắc trường bào, tóc thúc lên cao, ăn mặc sạch sẽ lưu loát, thoạt nhìn tinh thần sáng lạn. Trong đại sảnh đặt hai cái thùng, mặc dù khép lại, Bạch Chỉ cũng biết sính lễ không thiếu. Ngắn ngủn nửa ngày, liền ở trong phạm vi không phải thế lực của mình lấy đến nhiều sính lễ như thế. Bạch Chỉ muốn không tán thưởng cũng không được. Tương lai hắn quả nhiên đại tướng quân bất bại thống lĩnh tam quân. Bạch Uyên thoạt nhìn cực kỳ cao hứng, tiếp đón Bạch Chỉ. Chỉ nhi, thế tử thật là có lòng. Bạch Chỉ mỉm cười chống đỡ. Có thể cùng thế tử kết làm thông gia là phúc phận của Bạch gia. Làm trưởng bối, nàng nên nói như vậy. Mộ Đồ Tô đi về phía Bạch Chỉ, nắm lấy tay nàng. Con mắt hắn sáng ngời, ánh mắt giống như Bạch Chỉ đã từng quen biết. Là ánh mắt hắn nhìn Nam Chiếu công chúa. Nhưng kiếp này, vì sao hắn lại nhìn nàng? Thế tử, người... Một màn này, đối với ba người trong đình mà nói, đều có chút không thể hiểu. Cùng thần Vương Phi thử hỏi. Người nói với bản cung, người trong lòng là Bạch gia tiểu thư. Không phải chỉ nhị tiểu thư Bạch Thược mà là đại tiểu thư Bạch Chỉ à? Vâng, hiển nhiên. Mọi người trầm mặc, chỉ có Bạch Uyên cười như giàn hoa bại liễu,
Bạch Chỉ run run hỏi, hả? Người hạ xính lễ là ta? Vui mừng muốn hỏng rồi đi. Mộ Đồ Tô phất nhẹ cái mũi nhỏ thanh tú của nàng, rất sủng ái. Vì thế Bạch Chỉ té xỉu. Hay, cư nhiên vui mừng đúng là đến té xỉu. Còn bé này thật là. Bạch Uyên cười nói. Hết chương 7, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV MC Annie. Chương 8. Bạch Chỉ cảm thấy sau khi bản thân sống lại, thường xuyên té xỉu. Nàng tỉnh lại là lúc côn trùng trên cây còn đang kêu, trời còn ánh sáng. May quá, bản thân không ngủ quá lâu. Bạch Chỉ ngồi dậy, Thành Hà đang trông nom một bên thấy tiểu thư nhà mình tỉnh lại, vội vàng chạy tới, đỡ lấy Bạch Chỉ, xem xét cái trán của nàng. Ê, tiểu thư, người vừa choáng váng làm cô già lo lắng hỏng rồi. Hả? Cô ra? Bạch Chỉ thoáng sửng sốt, chỉ nhớ trở lại trước khi bản thân té xỉu. Nàng vội vã rời giường, lại bị Thanh Hà ngăn cản. Thanh Hà dậm chân không thuận theo. Tiểu thư, cô ra là của người, sẽ không bị ai khác đoạt đi. Người phải nghỉ ngơi, ngày mai gặp lại cũng không có muộn. Bạch Chỉ che ngực, kém chút nữa phun ra huyết. Sự tình thế nào lại biến thành như vậy? Tại sao Mộ Đồ Tô lại xính là nàng? Kiếp trước nàng nóng mặt, tiếp lãnh mông cũng không được một chút ưu ái của hắn. Bây giờ nàng biết cút ra xa, gió lại thổi ngược chiều. Vào lúc sự tình còn đường sống có thể thứ cứu vãn, nàng tất phải ngăn cơn sóng dữ. Tình yêu của Mộ Đồ Tô là nam chiếu tiểu công chúa, nàng sẽ không bao giờ quấy nhiễu nữa, sẽ không bao giờ si tâm vọng tưởng nữa. Thành Hà làm thế nào cũng không ngăn cản được Bạch Chỉ bạo động. Khí lực vừa nới lỏng ra, Bạch Chỉ giống như con cá trạch thoát đi. Thành Hà chỉ có thể ở sau lưng buồn nản rộng chân. Tiểu thư vui mừng sắp điên rồi, tựa như nóng lòng, giống như con cún nhỏ. Bạch Chỉ chạy đến thư phòng Bạch Uyên, tóc hỗn độn, quần áo không chỉnh, ngay cả giày thêu cũng chỉ đi một cái, bộ dáng thoạt nhìn thập phần chật vật. Bạch Uyên thấy Bạch Chỉ như thế, có chút bất mãn. Đường trương chi châu trì nữ, tại sao lại có bộ dáng như thế này? Bạch Chỉ không để ý, trực tiếp quỳ xuống. Cha, nữ nhi chỉ cầu người một việc. Nói đi. Nữ nhi không gả. Bạch Chỉ vì làm cho chân thật, nước mắt tràn mi mà ra, kém chút nữa chảy cả nước mũi để thể hiện sự thật tình. Bạch Uyên sửng sốt, chân mày cau lại. Lại đùa giỡn cái gì, xính lễ cũng đã nhận, lại nói lúc trước chẳng phải chúng ta đã bàn bạc tốt rồi sao? Nàng chỉ nói ra ngoài miệng, hành động gì cũng chưa làm. Đương nhiên, lời này nàng không có khả năng nói cho cha. Nàng không có lý lẽ phản bác, chỉ có thể cố tình gây sự. Nữ nhi chính là không gả, cầu cha thành toàn. Hồ nháo, đường đường thế tử còn không xứng với ngươi. Không. Bạch Chỉ cúi đầu, kiềm chế cảm xúc. Trở về, không được ở trong này tùy hứng, nếu là ta làm hư ngươi. Bạch Uyên phất tay áo, tức giận. Bạch Chỉ khẽ cắn môi, lúc này mới hơi tỉnh táo lại. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách rối rắm, cha nàng ngóng trông cùng cung thân vương thông gia, thành tựu sĩ đồ của bản thân. Nàng mạo muội thỉnh cầu như thế, khẳng định sẽ bị bác bỏ. Bạch Chỉ lễ bái. Nữ nhi đường đột, đà tạ cha mấy năm nay dưỡng dục. Bái biệt. Nàng dập đầu một cái thật vang. Bạch Uyên thấy lời này có chút không đúng, nhíu mày nói. Lại dở cho gì, lời này có ý gì? Không, nữ nhi có chút không khỏe, về phòng trước. Bạch Nhị chỉ không đợi Bạch Uyên hồi phục, trực tiếp lùi ra ngoài. Bạch Uyên bên này không thể hiện được, đành phải tìm Mộ Đồ Tô nói rõ ràng. Trên đường nàng đi biệt viện, ngỗ ngộ Bạch Thược. Bạch Thược thấy trên mặt Bạch Chỉ mang theo nước mắt từ thư phòng của cha đi ra, cười cợt nói.
Tì tì còn chưa lấy chồng đã khẩn cấp bái biệt cha như thế à? Bây giờ lại đi bái biệt đại nương, nhị nương à? Lời này tràn ngập vị chua, Bạch Chỉ không muốn nói chuyện cùng nàng, thở dài. Cũng không phải, vốn đây là việc muội muội nên làm, vạn vạn không thể tưởng tượng là thế tử tinh mắt, kịp thời quay đầu lại là bờ. Còn muốn hạ hầu mấy lão nhân gia bọn họ nhiều một chút, thế tử thật sự là quá nóng vội. Bạch Chỉ cau mày nhìn đã giận sôi lên Bạch Thược. Tì tì nhanh chóng đi thôi, chớ để nại nương nhị nương sốt ruột chờ. Bạch Chỉ bỗng nhiên sầu não mạnh mẽ ôm lấy Bạch Thược. Bạch Thược tay trói gà không chặt, dãy giụa không ra. Trên mặt Bạch Chỉ mất đi vẻ không đứng đắn, nghiêm túc nói bên tai nàng. Muội muội yên tâm, ta sẽ không cướp người trong lòng của ngươi, dù ta chết cũng sẽ không gả cho thế tử. Bạch Thược không dãy giụa, vẻ giận trên mặt cũng bỗng chốc bình tĩnh trở lại, không hiểu hỏi. Hả? Tỷ không thích thế tử? Bạch Chỉ nới lỏng Bạch Thược, hướng nàng cười cười. Hắn không phải lương nhân của ta, kiếp này ta không muốn lại hồ đồ. Bạch Thược không hiểu. Nếu như ta chết, cầu ngươi chăm sóc tốt cho cha nương ta. Bạch Chỉ trầm trọng đối nàng vỗ vỗ bả vai, cô đơn rời đi. Bạch Thược nhìn bóng lưng Bạch Chỉ, ánh mắt bất định, mang theo không hiểu nhìn theo Bạch Chỉ, đến khi nàng biến mất trong bóng đêm. Lời nói này, kỳ thực Bạch Chỉ nói nửa thật nửa giả. Nàng không gả cho mộ đồ tô là thật, đi tìm chết là giả. Nàng thật vất vả sống lại một lần, tại sao lại lãng phí bản thân lần nữa? Nàng chỉ không muốn bị dập khuôn, yêu thê thảm không còn tôn nghiêm như thế mà thôi. Nàng nói lời này với Bạch Thược, kỳ thực đều có mục đích. Lần này hạ xính làm cho Bạch Thược mất mặt mũi, định ý đối với nàng tăng cao. Nếu về sau nàng còn trong nhà này, hai người tất nhiên sẽ thủy hỏa bất dung. Nếu như nàng bởi vì là người trong lòng của muội muội mà không gả, địch ý của nàng có nhẹ hơn một chút hay không? Đây là nàng tự cho mình thông minh, hiệu quả cũng chỉ về sau mới biết. Nàng phái nhà hoàn đi thông trì mộ đồ tô, không ngờ đáp án lại là mộ đồ tô đến chân núi cùng kỳ xem sơn trang làm xong như thế nào. Vốn không được gì định trở về, lại bị cung thần vương phi gọi lại. Bạch Chỉ bất đắc dĩ đi theo yên lặng phán xét. Cung thần vương phi bảo Bạch Chỉ ngồi trong đình, đẩy đẩy điểm tâm về phía trước. Bạch đại cô nương ăn đi, đây là do vương gia phái người từ kinh thành mang tới. Bạch Chỉ gật đầu ăn một miếng nhỏ, khen hương vị ngọt ngào mà không ngấy, mềm mại, vào viện liền vô cùng ngon, tan ở trong miệng. Người hào hết tâm tư tiến vào vương phủ ta như vậy, về sau có thể có lộc ăn. Bạch Chỉ dừng một chút, đảo mắt công phu, lại như vừa rồi bình an vô sự thưởng thức điểm tâm. Trong lòng phấn khởi, tốt lắm, rất tốt, vương phi không đồng ý, tốt nhất là bổng đánh uyên ương, lùi cửa hôn nhân này. Cùng thần vương phi thở dài. Nhưng mà cũng thế, thế tử thích, ta không có cách nào, từ nhỏ đã quật cường rồi. Bạch Chỉ kém chút nữa quỳ xuống cầu cung thân vương, cầm cây gậy vùng nắm tay, chia rẽ nàng cùng mộ đồ tô. Nàng chắc chắn mang ơn thay nàng tích phúc. Cung thân vương phi phủ tay trên mu bàn tay Bạch Chỉ, buông thư thái vương phi thường ngày, lấy thư thái của một bà nói. Bản cung cùng vương gia phu thê nhiều năm, chỉ có mỗi một đứa con. Mặc dù người ấy thần phận thiếp gả vào vương phủ, nhưng ta nhìn ra được thế tử rất thích người. Mấy năm trước bản cung vốn định an bài cho thế tử một nhà đầu thông phòng, nhưng tiểu tử này thề sống thề chết không cần. Nhà đầu kia cởi sạch đặt trên giường, hắn cũng bị hắn nguyên tem đuổi về. Lúc đó bản cung cùng với vương gia kinh ngạc một thân mồ hôi, sợ thế tử có bệnh không tiện nói, tìm rất nhiều đại phu. Sau này thế tử không nhịn được nữa mới nói trần tướng, nói là muốn cùng người âu yếm cộng phó mây mưa. Này hài tử ngốc, nếu bị người khác biết không chừng cũng bị cười nhạo chết. Vương phi nở nụ cười, từ trong ánh mắt nhìn thấy được
nàng cực kỳ yêu thích thế tử. Bạch Chỉ lại cười không nổi, kiếp này Mộ Đồ Tô cùng kiếp trước Mộ Đồ Tô đều giống nhau, vẫn như giữ nguyên ý niệm chỉ cùng một người âu yếm cộng phó mây mưa. Kiếp trước mặc dù nàng làm tiểu thiếp của hắn lại chưa bao giờ chạm qua nàng. 2 năm, nàng sống trong giày vò. 2 năm. Cung Thân Vương Phi nắm tay Bạch Chỉ, sờ soạng. Mong người có thể sinh một trưởng tử cho bản cung ôm ôm. Bạch Chỉ xấu hổ cười cười. Nàng không phải người âu yếm của hắn, không có khả năng để sinh đứa nhỏ. Ở cùng Cung Thân Vương Phi đến khi sắc trời dần tối, Bạch Chỉ mới trở lại Thầm Thủy Hiên, tắm rửa thay quần áo xong, chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên nha hoàn trong biệt viện đi đến Lâm Thủy Hiên truyền lời nói. Mộ Đồ Tô mời nàng, sáng sớm ngày mai đi ven hồ Tấn Dương chơi thuyền du ngoạn. Môi Bạch Chỉ run lẩy bẩy, vừa vặn từ chối việc hôn nhân này. Ngày kế, gần sáng, Bạch Chỉ rửa mặt chải đầu xong, không ăn mặc tỉ mỉ, chỉ cắm một cây kim bộ diêu. Thành Hà không hiểu. Tiểu thư, hôm nay du ngoạn cùng cô ra, như vậy có phải đơn giản quá rồi không? Lại nói tiểu thư bình thường thích thúy trầm, sao hôm nay lại mang kim bộ diêu? Nói nhiều, vả miệng. Bạch Chỉ giống như bình thường, vùi đùa ầm ĩ vươn tay, muốn vả miệng Thanh Hà. Thanh Hà lập tức chạy đi, lè lưỡi. Lúc này, nhà hoàn tới đón Bạch Chỉ. Bạch Chỉ như tiểu thư khuê các đi theo sát rời đi. Ở cửa Bạch Phủ, nàng gặp Mộ Đồ Tô. Đây là sau khi nàng cao hứng té xỉu, lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt. Mộ Đồ Tô thấy Bạch Chỉ đi tới, mắt phượng dài nhỏ mỉm cười. Hắn lấy tay ngọc của Bạch Chỉ trong tay áo. Bạch Chỉ hơi dãy ruộng, Mộ Đồ Tô không tha. Bạch Chỉ cả giận nói, thế tử, nam nữ thụ thụ bất thân. Mộ Đồ Tô không để ý tới. Bản thế tử tạm thời cho nàng chiếm tiện nghi đi. Ven hồ một con thuyền chậm rãi mà đi. Bạch Chỉ ngồi trên đuôi thuyền, Mộ Đồ Tô ngồi ở đầu thuyền, bốn mắt nhìn nhau. Mộ Đồ Tô hỏi, nàng cũng biết vì sao ta mang nàng đi chơi thuyền. Vương gia cùng Vương Phi đính ước trên một con thuyền nhỏ. Sao nàng biết? Bạch Chỉ chỉ có thể tự giễu mà cười. Chẳng bao lâu sau, nàng đứng ở bờ bên kia, nhìn người trong lòng kể với một nữ nhân khác về cha mẹ hắn kiêm điệp tình thâm, hy vọng về sau cũng có một thê tử trải qua nhân sinh như thế. Thế tử! Bạch Chỉ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Ta nghĩ thế tử đã tìm lầm người rồi. Mộ Đồ Tô hơi nhíu mày, vẫn chưa ngăn cản nàng nói. Bạch Chỉ nói, thỉnh thế tử từ hôn. Mộ Đồ Tô sửng sốt. Vì sao? Bạch Chỉ hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, Bạch Chỉ có người trong lòng, người này không phải thế tử. Hắn ngủ hơn 10 chữ lại như kim đâm vào nơi yếu hại nhất trong lòng Mộ Đồ Tô. Đã từng Bạch Chỉ quá yêu Mộ Đồ Tô, cho nên nàng biết rõ Mộ Đồ Tô tuyệt đối sẽ buông tay. Hắn sẽ không miễn cưỡng một nữ tử không yêu hắn ở lại bên mình. Hắn là một nam tử kiêu ngạo tuyệt thế như vậy, sao có thể cho phép? Hắn là ai? Mộ Đồ Tô nguyên bản hăng hái trên mặt mất đi sáng rọi, lông mi khẽ run, thấp giọng nói. Bạch Chỉ khép chặt đôi môi, không nói. Mộ Đồ Tô khóe miệng mang mỉm cười. Ta đã cho rằng hai chúng ta... Hắn không tiếp tục nói tiếp mà cho nàng một đáp án quả quyết. Nàng chắc chắn ta sẽ buông tay sao? Nếu ta nói ta không buông thì sao? Bạch Chỉ giật mình. Điều này không ở trong phạm vi đánh giá của nàng. Bạch Chỉ thấp hé miệng. Thế tử sẽ... Nàng làm sao có thể đánh giá sai lầm? Nàng hiểu Mộ Đồ Tô như thế cơ mà. Sẽ không. Mộ Đồ Tô đáp lại nàng. Bạch Chỉ nhìn mặt hồ nổi lên gợn sóng, cắn răng bức bách. Thế tử, cuộc đời này Bạch Chỉ chỉ yêu một mình hắn. Nếu thế tử bức ép, Bạch Chỉ chỉ có thể nhảy hồ tự sát thôi. Mộ Đồ Tô lại đột nhiên nở nụ cười.
Sở trường của Bạch cô nương chính là nhảy hồ tự sát. Đâm đúng vào kỹ xảo của Bạch Chỉ có chút không nhịn được. Sao ngươi biết ta thích nhảy hồ tự sát? Ta có miệng có tai, sẽ hỏi sẽ nghe. Nàng là người của ta, hiển nhiên cảm thấy hứng thú. Ngươi cảm thấy ta không dám mà. Nàng luôn nhảy vào hồ nhân tạo trong Lâm Thủy Hiên, hơn nữa nhất định trước mặt gia đình biết bơi mới nhảy hồ. Bây giờ bốn bề vắng lặng chỉ có ta. Nhưng thật là đáng tiếc ta không biết bơi, không cứu được nàng đâu. Nàng nghĩ cho rõ ràng rồi hãng nhảy nhé. Bạch Chỉ không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào trong hồ, quyết đoán, quyết liệt. Chỉ Nhi! Mộ Đồ Tô theo sát sau đó, nhảy vào trong hồ. Nhưng cuối cùng là Bạch Chỉ cứu lên không biết bơi Mộ Đồ Tô. Kiếp trước nàng sớm học bơi, nhưng không người biết. Mộ Đồ Tô không biết bơi, nàng biết. Hắn không biết bơi cũng sẽ không cần suy nghĩ liền nhảy xuống. Nàng không biết là vì sao. Bạch Chỉ trục tỉnh uống một ngụm nước ở bụng Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô ẩn ẩn mở ra mắt. Cặp mắt tối đen kia trong mắt chỉ có Bạch Chỉ. Hắn nỗ lực vươn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt trơn bóng của Bạch Chỉ, lạnh nhạt cười. Chỉ Nhi, không việc gì là tốt rồi. Ngay sau đó, hắn lại hôn mê, tay mất đi sức lực, hạ xuống. Hết chương 8, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Pận, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV, MC Annie, chương 9. Lần này đến phiên Thế Tử té xỉu, nhưng Bạch Chỉ không dám đem hắn mang về phủ. Nhiều lần kinh nghiệm nhảy hồ làm cho Bạch Chỉ hiểu được hắn té xỉu cũng không lo ngại. Hô hấp không thoải mái, để hắn nằm choáng váng một lát là được. Bạch Chỉ ngồi trên bờ, ngắm mặt hồ ba quang trong vắt, nhìn đi nhìn lại Mộ Đồ Tô, than thở. Hết thảy từ khi nàng thay thế muội muội đi Bạch Mã tự dâng hương liền thay đổi, không phải nàng biết trước mọi việc. Mộ Đồ Tô tiến Bạch Phủ, Mộ Đồ Tô cũng gặp mà nàng gặp mặt. Mộ Đồ Tô cầu hôn nạp thiếp đều là những việc trước kia chưa từng có. Nhưng nàng rõ ràng biết, có một chuyện sẽ không thay đổi. Hắn sẽ gặp Nam Chiếu tiểu công chúa, hơn nữa vô pháp tự kiềm chế yêu nàng, cưới nàng làm vợ. Từ đây chọn đời chọn kiếp một đôi nhân, trong mắt không bao giờ có người khác. Mộ Đồ Tô ho khan hai tiếng tỉnh lại. Bạch Chỉ vốn định thân thiết hỏi thăm hắn, nhưng nhịn xuống. Nàng mặt không biểu cảm xoay người hỏi: Thế tử, tỉnh rồi hả? Mộ Đồ Tô mở to hai mắt mê ly, ngóng nhìn nàng. Bạch Chỉ mặt không đổi sắc quỳ xuống, khí thế bức nhân: Cầu thế tử từ hôn. Mộ Đồ Tô vẫn chưa trả lời, chỉ là nghiêm cẩn thực sự chăm chú nhìn nàng. Giống như chỉ cần như vậy, hắn có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng. Bạch Chỉ từ đầu tới cuối không nâng mắt, chỉ cúi đầu, nét mặt nghiêm túc. Vậy người trong lòng nàng là ai? Hắn hỏi. Bạch Chỉ không trả lời. Mộ Đồ Tô cười cười, chua xót, tự diễu. Hắn ngồi dậy, trên mặt cũng nghiêm túc như Bạch Chỉ. Chuẩn bị tốt đi, mấy ngày nữa cùng ta đi kinh thành. Bạch Chỉ kinh hãi, hắn vẫn không đáp ứng. Bạch Chỉ cắn răng, từ búi tóc chút ra bộ kim bộ diêu để ở ngực. Cầu thế tử thanh toàn. Mộ Đồ Tô trố mắt tại chỗ, giận dữ. Bạch Chỉ! Cầu thế tử thanh toàn. Bạch Chỉ như trước tín niệm kiên định. Mộ Đồ Tô oán hận nhìn nàng. Mơ tưởng. Bạch Chỉ không lưu tình chút nào đâm xuống trước ngực mình, máu đỏ thấm sẫm qua quần áo bằng lụa mỏng, họa thành một đóa hoa màu đỏ yêu diễm chói mắt. Mộ Đồ Tô trừng mắt to, kinh ngạc nhìn Bạch Chỉ. Môi Bạch Chỉ trở nên trắng, mí mắt buông xuống sắp không được. Cầu thế tử thanh toàn. Nàng so với ta còn đựng ngoan độc như thế. Mộ Đồ Tô đau lòng nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, lặng lặng chăm chú nhìn nàng. Ta ở trong mắt nàng không bằng nửa phần của hắn sao?
Bạch Chỉ thoải mái mỉm cười, cứ như vậy té xỉu trong lòng Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ nghĩ, sống lại mới bao nhiêu ngày, nàng đã té xỉu bao nhiêu lần. Xem ra cường thân thể kiện thể là chuyện tất yếu. Việc này nếu được giải quyết, nàng nhất định tìm Thu Thiền học võ cho tốt. Nàng mở mắt ra, lại là ánh nến lay động, đã tới ban đêm. Không cần nghĩ, cũng biết Thành Hà canh giữ bên ngoài. Nhưng không hề nghĩ đến, cầm tay nàng đúng là Liễu Thị, mẫu thân nàng. Chỉ Nhi. Liễu Thị lòng nước mắt, đỡ Bạch Chỉ ngồi dậy. Bạch Chỉ thật có lỗi nói. Thực xin lỗi, làm cho nương nương lo lắng. Chỉ Nhi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Con đi ra ngoài nằm trở về, thế tử đột nhiên muốn tử hôn, cha còn giận dữ. Này! Liễu Thị ai oán nói không được nữa, chỉ cảm thấy hỏng bét. Bạch Chỉ không dám nói là bản thân cầu thế tử, chỉ có thể cầm điếc không nói chuyện. Liễu Thị thấy Bạch Chỉ trầm mặc, tâm sinh tương tiếc, nắm tay nàng vỗ vỗ trấn an nói. Chỉ Nhi, thế tử đột nhiên thay đổi cũng chớ luẩn quẩn trong lòng, lấy tánh mạng của bản thân ra đùa giỡn. Nương chỉ có một nữ nhi là con. Ồ. Bạch Chỉ thân không làm khỏi run rẩy. Mọi người cho rằng nàng tự sát là vì thế tử đổi ý từ hôn. Nàng không cam lòng, tự sát cho hạ dẫn. Bạch Chỉ chỉ cảm thấy một trận choáng váng, đầu lắc lư. Liễu Thị thấy Bạch Chỉ muốn té xỉu, vội đỡ lấy, sốt ruột hỏi. Như thế nào, có chỗ nào không thoải mái? Đầu đau. Hiện tại nàng cực kỳ sợ chuyện sẽ xảy ra ngày mai. Không nói việc mẫu thần còn tưởng nguyên nhân nàng tự sát là như thế, những người khác càng không cần nói. Trong lòng ai cũng biết rõ ràng, đám hò của nàng cùng thế tử là nàng trèo cao. Nay thế tử đột nhiên từ hôn, nàng lại dùng kim bộ diêu tự đâm ngực, khó tránh khỏi làm người ta nghĩ như vậy. Hết đường chối cãi, đành phải không giải thích. Chỉ Nhi, con nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Vâng. Liễu Thị rời đi sau, Bạch Chỉ che chăn muốn đi ngủ, Thu Thiền lại tặc hề hề chạy tới. Bạch Chỉ nhìn bộ dáng Thu Thiền, liền biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì, muốn hỏi cái gì. Thu Thiền như gió vọt đến trước mặt Bạch Chỉ, cầm kim sang dược trong tay. Đến, ta giúp người dịt thuốc. Bạch Chỉ ngoan ngoãn cởi bỏ quần áo. Thu Thiền bình thường tiêu điều tiền như nước, lúc này không ngờ lại nhẹ tay nhẹ chân. Đây là ưu đãi đặc biệt dành cho người bị thương. Bạch Chỉ tự biết rằng nàng sẽ không đơn thuần mang thuốc, nhưng nàng cũng không đặt lại câu hỏi, sợ lời vừa ra nàng ta có cơ hội liền hỏi nàng đau đầu. Dịt thuốc xong, Thu Thiền muốn hỏi lại thôi nhìn nàng. Bạch Chỉ làm như không phát hiện, khép lại quần áo chuẩn bị nằm xuống ngủ. Rốt cuộc Thu Thiền không thể chịu nổi. Chỉ Nhi, thế tử từ hôn, Tô Thành đều biết cả. Bạch Chỉ sửng sốt. Hả? Toàn bộ Tô Thành à? Đương nhiên, Tô Thành là cái thành nhỏ hẻo lánh. Chuyện cô nương phải gả đến kinh thành, sao có thể không oanh động? Bây giờ thế tử đột nhiên từ hôn nữa, lại càng oanh động hơn. Phố lớn nhỏ đều là chuyện người cùng thế tử rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Người đi ra ngoài nằm trở về, thế tử hôm đó lại từ hôn, cũng không nói lý do. Bạch Chỉ trong lòng nảy lên dự cảm không tốt. Sức tưởng tượng của con người quá mức dũng mãnh, không biết cuối cùng bọn họ nói ra phiên bản gì. Nàng chỉ hy vọng là hướng về nàng, Liễu Thị cũng được. Chỉ sợ... Thu Thiền thấy Bạch Chỉ tâm thần không yên, dò dự nói. Lại nói Chỉ Nhi, thế tử vì sao từ hôn? Bạch Chỉ cúi đầu, nhìn không tới biến hóa trong ánh mắt. Ta cầu thế tử từ hôn, vết thương này cũng là vì bức bách thế tử từ hôn. Hả? Cái gì? Thu Thiền thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bạch Chỉ vội vàng lôi kéo nàng, cho nàng an tâm một chút, lực mạnh, khẽ động miệng vết thương. Nàng ăn đau che ngực. Thu Thiền lập tức không táo bạo, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Bạch Chỉ, vội hỏi. Này, vì sao? Thế tử văn võ song toàn, danh tiếng vô cùng tốt. Nơi quy túc như vậy, ai cũng mong muốn đấy. Bạch Chỉ cười nhảm.
Ta thầm nghĩ tìm một nam nhân yêu ta, không cầu hắn cỡ nào ưu tú, chỉ cần cầu toàn tâm toàn tâm toàn ý đối đãi. Vì ta suy nghĩ, đồng thời có thể vì ta mà vứt bỏ những nữ tử khác. Tựa hồ như Mộ Đồ Tô đối đãi với Nam Chiếu tiểu công chúa. Đúng vậy, nàng cực kỳ hâm mộ nữ nhân kia. Thế tử không yêu người sao? Bạch Chỉ lắc đầu. Ta là dung chi tục phấn, như thế nào làm hắn thuận mắt được? Người trong lòng hắn sẽ là một vị công chúa xinh đẹp, chúng tinh phụng nguyệt. Thủ Thiền cảm thấy lời này của Bạch Chỉ rất kỳ quái. Làm sao ngươi biết là công chúa? Thế tử đã không yêu ngươi, vì sao phải hướng người cầu hôn? Bạch Chỉ không đáp được. Một là nàng không thể nói cho Thu Thiền nàng sống lại mà đến. Hai là nàng thật sự không biết hắn vì sao cầu hôn nàng. Chính nàng cũng không biết. Trước kia nàng làm tiểu thiếp của hắn chỉ do bản thân chế tạo bắt gian tại giường, vương phi bức bách, hắn không thể không theo. Bây giờ cũng có người bức bách hắn, nàng thật sự là không biết. Thu Thiền thấy Bạch Chỉ không trả lời được, oán trách. Giời, nhìn xem, đây là ngươi một tay hủy diệt nhân duyên tốt đẹp của bản thân, về sau đốt đèn lồng cũng tìm thấy tướng công ưu tú như thế đâu. Hay. Xem ra ngươi cực kỳ thích thế tử. Bạch Chỉ nói sang chuyện khác, cố ý chế nhạo nàng. Thu Thiền thẳng tính, thập phần gọn gàng dứt khoát. Đương nhiên, nam nhân như vậy ai không muốn. Đáng tiếc ta không khuynh quốc khuynh thành như ngươi, thế tử chắc sẽ chướng mắt ta. Bạch Chỉ thích Thu Thiền thẳng tính, nhìn người không thấu, tầm nhãn sáng như gương, không giống với Bạch Thược. Bây giờ nàng bị từ hôn, trong lòng Bạch Thược nghĩ như thế nào? Hy vọng lời nói lần trước sẽ có tác dụng, biến chiến tranh thành tơ lụa, những ngày về sau của nàng sẽ thoải mái rất nhiều. Không còn sớm, ta buồn ngủ rồi. Chỉ Nhi, ngày mai ta lại đến nha. Thu Thiền ngáp một cái, đứng dậy phải rời đi. Bạch Chỉ lúc này mới thấy trên mông nàng có bùn, che miệng mà cười. Hả? Người trèo tường đi vào đấy à? Ngã chồng vó ra à? Thu Thiền lè lưỡi, như một con chuột giống nhau. Chạy Bạch Chỉ ngã xuống giường liền ngủ. Hôm nay thể lực tiêu hao quá lớn. Bạch Chỉ thế nào cũng không nghĩ đến nàng sắp sửa đối mặt là một trận mưa rền gió dữ. Nàng mới tỉnh không lâu, đang ăn bữa sáng Thành Hà bưng tới, liền bị gia đình tiếp đón như thư phòng Bạch Uyên. Nàng còn chưa đem chân dạo bước đến cửa của thư phòng, liền thấy Bạch Uyên quét ngang bút chương nghiên mực trên bàn rơi xuống đất, dường như tính đúng giờ, tức giận cho nàng xem. Thế tử từ hôn, người còn có gì để muốn trôi cơ mà? Bạch Chỉ cho rằng Mộ Đồ Tô đem chuyện nguyên do việc từ hôn nói rõ cho Bạch Uyên, nàng thầm kêu không tốt, cái này thật đúng là sẽ bị Bạch Uyên đánh. Tuy rằng ngươi lấy chết uy hiếp thế tử cưới ngươi, ta thật thưởng thức, nhưng hiện nay ngươi thế nào nuốt trôi cơm? Ngươi nên giống như trước kia ấy, một khóc hai nháo bắt thà cổ. Kiên trì chính là thắng lợi. Bạch Uyên vên mặt hất hàm sai khiến, nói cái kia đúng, cái này có lý hợp tình. Bạch Chỉ rốt cuộc cảm nhận được trước kia nàng vì sao làm không biết mệt mỏi việc nhảy sông tự sát. Còn thất thần làm gì? Thừa dịp thế tử còn tại phủ chạy nhanh đi. Bạch Chỉ run run xác nhận. Đi nơi nào? Nhảy hồ à, sở trường của ngươi. Bạch Uyên trừng mắt to, cực kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bạch Chỉ khó xử. Nhưng miệng vết thương sẽ nhiễm trùng. Nhiễm trùng cũng phải đi. Bạch Chỉ hạ thấp người. Vâng. Chỉ chốc lát liền có nhà hoàn kêu to. Người tới, tiểu thư lại nhảy hồ. Bạch Chỉ ở trong nước thở dài. Làm gì thêm chữ lại làm gì. Lần này nàng không phải thiệt tình muốn nhảy hồ, nàng là bị bức bách, bất đắc dĩ phải nhảy thôi. Lúc gia đình đem Bạch Chỉ cứu lên, trên bờ dĩ nhiên đứng đầy người. Liễu thị lo lắng trùng trùng, Bạch Uyên vui mừng, Bạch Thược xem diễn. Cung thân vương nhíu mày không vui cùng với Mộ Đồ Tô đôi mắt thầm trầm. Bạch Chỉ ói ra mấy ngụm nước, hai tay chống thân mình,
mãnh liệt ho khan. Liễu thị lau nước mắt, đi lên phía trước, vì Bạch Chỉ thoát loát tóc, bì thường nói: "Hài tử ngốc, có tội gì đâu." Bạch Chỉ không muốn một khóc hai nháo ba thắt cổ, biện pháp tốt nhất đó là giả bộ bất tỉnh, lừa dối qua cửa này. Vì thế, nàng ôm ngực, nằm xuống không dậy nổi. Hết chương 9, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 10. Bạch Chỉ nằm trên giường thở dài, giả bộ bất tỉnh nhàm chán, không bằng ngủ một giấc cho xong. Vì thế toàn thân thả lỏng, ngủ trưa. Ngủ trưa tỉnh lại, người đầu tiên Bạch Chỉ nhìn thấy dĩ nhiên là Bạch Thược. "Hả? Muội muội?" Bạch Chỉ kinh ngạc hỏi. Bạch Thược ngồi lên giường, tỉ mỉ nhìn nàng. "Hôm nay tỷ tỷ nhảy hồ là ý gì?" "Hả, muội hiểu lầm, hôm nay không phải ta nhảy hồ mà là có vật rơi xuống nước, không ngờ lòng bàn chân vừa trợt, suýt nữa thành bi kịch. May mà chưa kịp thời cứu lên, hiện tại đã không có việc gì." "Cảm ơn muội muội quan tâm." Hiển nhiên Bạch Thược một chút cũng không quan tâm sức khỏe của nàng, mà là mục đích của nàng. Bạch Thược nghe Bạch Chỉ nói như vậy, biết hỏi không ra nguyên cớ, liền tự giác rời đi. "Tì tì đã không có gì trở ngại, muội muội cũng an tâm. Tì nghỉ ngơi cho tốt đi." "Muội muội đi, không tiễn." Bạch Chỉ mỉm cười. Chờ Bạch Thược rời đi, Bạch Chỉ cảm thán. Bạch Thược quả nhiên là nữ tử thông minh, mặc dù đối với nàng có lòng nghi ngờ, nhưng nàng sẽ dùng hành động của bản thân làm cho nàng đổi mới. Nàng phân rõ giới hạn cùng Mộ Đồ Tô, nửa tiền đồng quan hệ cũng không có. Bạch Thược chân trước vừa rời đi, Thành Hà chân sau liền vào nhà, bưng tới cho Bạch Chỉ một chén canh. Bạch Chỉ tiếp nhận canh, nhìn mặt trên trôi nổi nhân sâm, không khỏi ngẩn người. Bạch gia ở Tô Thành xem như nhà giàu, nhưng nhân sâm như thế này ở Tô Thành hẻo lánh là vật vô cùng hiếm có. Bạch gia mặc dù có tiền, Bạch Chỉ tin tưởng Bạch Uyên cũng luyến tiếc cho nàng ăn. Thành Hà thấy Bạch Chỉ sững sờ nhìn bát sứ men xanh, bĩu môi. Là thế tử cho phòng bếp làm. Một chén canh nhân sâm đã muốn bỏ rơi chúng ta, tính cái gì? Hiển nhiên Thành Hà đối với việc thế tử từ hôn cực kỳ bất mãn, bởi vậy cũng chán ghét thế tử. Bạch Chỉ biết là thế tử sai người làm, lại càng không muốn uống. Nàng đem bát sứ men xanh trả lại Thanh Hà. "Ai đưa cho ngươi? Ngươi đưa lại cho người ta luôn đi. Nói ta uống canh nhân sâm sẽ mắc bệnh sởi. Nói xin lỗi đi." Thanh Hà cũng không từ chối, coi như thập phần ủng hộ Bạch Chỉ làm như thế, tiếp nhận bát sứ men xanh liền rời đi. Bạch Chỉ vốn định đứng dậy rửa mặt chải đầu một chút, cửa liền truyền tới Thành Hà hô to gọi nhỏ. "Hay à, thực sự xin lỗi, à, thế tử." Mộ Đồ Tô đến. Bạch Chỉ ngẩn người, đối với việc hắn đến hiển nhiên không có chuẩn bị. Nàng nghe được ở cửa truyền đến thanh âm trầm thấp của Mộ Đồ Tô. "Không sao, ngươi đi xuống trước đi." Lập tức truyền đến tiếng bước chân. Bạch Chỉ lập tức lùi về giường, thấy Mộ Đồ Tô ở trong tầm nhìn của bản thân mới giả vờ gian nan đứng lên. "Thế tử..." Nàng cho rằng thế tử khẳng định sẽ ngăn lại động tác gian nan của nàng, không ngờ hắn chỉ lặng lặng đứng bên giường, yên lặng nhìn nàng hoàn thành một loạt động tác. Bạch Chỉ ở trong lòng thầm mắng, người bị chọc mao có phải đều không biết thương hương tiếc ngọc hay không. Bạch Chỉ thuận lợi hoàn thành động tác, ngồi dậy nhưng không định rời giường. Nàng nhìn Mộ Đồ Tô giải thích, quần áo của Bạch Chỉ không chỉnh, chỉ sợ không thể đứng dậy. Mộ Đồ Tô hỏi, hôm nay lại xuống nước làm gì? Này nọ rơi vào trong nước, xuống nước nhặt lên. Thật không? Mộ Đồ Tô cười cười, ngồi ở bên giường, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Mới vừa rồi Bạch đại nhân tới tìm ta. Bạch Chỉ dùng mình.
hắn bảo ta lo lắng suy nghĩ thêm một chút. Nói là Bạch gia đại tiểu thư không có ta không được. Ba phiên bốn lần luẩn quẩn trong phòng tự tìm ý tưởng nông cạn. Bạch đại nhân thường nữ nhi sốt ruột, có thể nói là một phen nước mũi, một phen nước mắt cầu ta, làm cho ta rất khó xử. Bạch Chỉ gắt gao mân miệng, sau một lúc lâu dùng khàn khàn thanh âm nói. Cha ta có kế hoạch trong lòng luôn luôn rất rất lớn, luôn luôn muốn tình trung đền nợ nước. Ở nơi sơn cùng ngõ hẻm này đúng là không có cơ hội. Lời này rõ ràng, Bạch Uyên sở dĩ không buông tha cho Mộ Đồ Tô, không phải vì nữ nhi suy nghĩ mà là lo lắng cho sĩ đồ của bản thân. Hành động của nàng đều là cử chỉ bất đắc dĩ bị bắt buộc. Ở trong mắt Bạch Uyên, làm ăn hay hồng hao với cùng thần vương sẽ có hy vọng lên kinh làm quan. Ý của nàng là báo cho Mộ Đồ Tô, không cần suy nghĩ nhiều. À, như thế à? Đáy mắt Mộ Đồ Tô chợt lóe mà qua thất vọng. Bạch Chỉ muốn cầu thế tử một việc. Người có lợi thế gì cam đoan, ta hữu cầu tất ứng. Khóe miệng Mộ Đồ Tô có ý trầm trọng ý cười. Bạch Chỉ không có lời nào để nói, nàng không hề có lợi thế. Mộ Đồ Tô đứng dậy đang muốn rời đi. Bạch Chỉ nóng nảy, rất cổ họng kêu lên. Thế tử, cha ta luôn luôn thanh cao, không cầu của ăn xin. Thế tử không cần thương hại cha ta. Cho hắn lên kinh thành làm quan, cha ta có thể bằng thực lực bản thân đạt được thứ hắn mong muốn. Mộ Đồ Tô không quay đầu, chỉ nói. Bạch cô nương suy nghĩ quá nhiều. Ta không phải người lương thiện, sẽ không tùy ý giúp người khác. Nhất là người cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Dứt lời, không quay đầu lại rời đi. Bạch Chỉ hiểu Mộ Đồ Tô, hắn đã nói như vậy, hắn sẽ không làm. Tất cả đều thuận lợi, hy vọng có thể bình an vượt qua. Dường như trên trời nghe được Bạch Chỉ cầu nguyện, nguyên bản cung thân Vương Phi dự định ở Tô Thành nửa năm, thu được tin tức cung thần Vương nhiễm bệnh, không nói hai lời, lập tức thu thập hành lý về kinh. Toàn Bạch gia đều đến tiễn. Trước mặt Bạch Phủ chỉ có một chiếc xe ngựa. Cùng thần Vương Phi lễ phép nói với Bạch Uyên. Mấy ngày nay ít nhiều nhờ Bạch đại nhân chăm sóc, thật sự là phiền toái. Vương Phi khách khí. Bạch Uyên khom người. Cùng thần Vương Phi đem ánh mắt chuyển tới trên người Bạch Chỉ, thở dài, muốn nói lại thôi, lên xe ngựa. Ở một bên, Mộ Đồ Tô trước khi lên xe ngựa nhịn không được quay đầu nhìn Bạch Chỉ, trong mắt sâu thẳm để lại mê ly. Bạch Chỉ không ra suy nghĩ trong lòng hắn, vốn tưởng rằng hắn sẽ bất động thanh sắc rời đi, không ngờ cuối cùng hắn nói một câu. Ta không trách người. Lời này có ý gì? Toàn Bạch Phủ đều kinh ngạc, quần chúng vây xem bắt đầu nghị luận ồn ào. Sắc mặt Bạch Chỉ trắng bệch, chờ mắt nhìn Mộ Đồ Tô mang theo ý cười khó lường trên xe ngựa. Thời khắc đó, Bạch Chỉ nghĩ muốn cùng lên xe ngựa, đem Mộ Đồ Tô chém thành tám khối. Trước khi đi nhiều lời vô nghĩa không nói làm gì, vì sao chỉ lại một câu thắc thỏm đến cực điểm như thế? Không trách nàng cái gì? Không trách nàng không cần hắn à? Không trách nàng cầu hắn từ hôn? Hay đó đều là một mình nàng phỏng đoán? Những người khác biết là thế tử cầu hôn lại đột nhiên từ hôn, không có duyên cớ. Bây giờ một câu không trách nàng, trách nhiệm hoàn toàn đặt lên trên người nàng. Quần chúng sẽ tưởng tượng tới trình độ nào? Bạch Chỉ không khỏi lau một phen mồ hôi trong lòng. Mộ Đồ Tô rời đi sau, Bạch Chỉ bị Bạch Uyên thỉnh đến đại sảnh. Trong đại sảnh đúng Liễu thị lo lắng trùng trùng, nhị nương lộ ra biểu tình thật là đáng tiếc. Bạch Thược không hiểu, còn có Thanh Hà sắp khóc, cùng với vài vị ma ma gia đình có địa vị trong Bạch Phủ. Bạch Chỉ nghĩ rằng, thôi, xong rồi, toàn thể đã hiểu sai. Thành Hà quỳ trên mặt đất, không ngừng nức nở. Bạch Uyên một trường chụp lên bàn. Thành Hà sợ tới mức cả người rùng mình, ngừng nức nở. Bạch Uyên giận dữ. Nói, gian phu của tiểu thư là ai? Bạch Chỉ nghe được, ngực đau, quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng. Thành Hà không biết, Thành Hà cái gì cũng không biết. Tiểu thư đều cũng thu thiền tỉ tỉ đi ra ngoài, rất ít mang theo Thanh Hà.
Thanh Hà lui thân mình, cả người phát run, hiển nhiên là sợ hãi, nước mắt nước mũi tùm lum. Bạch Chỉ ở trong lòng kêu lên, nói như vậy làm gì, nói như vậy để cho người khác mơ màng à? Tuy rằng đây là lời thật. Bạch Uyên đem ánh mắt sắc bén chuyển qua người Bạch Chỉ. Nói! Bạch Chỉ ngẩng đầu. Cây ngay không sợ chết đứng. Vậy vì sao Thế Tử đột nhiên từ hôn? Lại vì sao nói không trách người? Bạch Chỉ đã sớm nghĩ đến Bạch Uyên sẽ hỏi như thế, đã sớm nghĩ ra đối sách tốt. Nàng run rẩy khăn tay trong ống tay áo, âm thầm véo đùi, đau ra nước mắt, liền cầm tay lau đi, nghẹn ngào nói. Thế Tử muốn cùng ta đi chơi thuyền trong hồ, ta vui vẻ đồng ý, không ngờ ngẫu ngộ tiểu hoa hồng. Tiểu hoa hồng? Đầu bài Lệ Xuân Viện đầu bài. Một gã sai vặt kích động không để ý trường hợp nói. Sau thấy Bạch Uyên chừng hắn, biết tự mình nói sai, tự giác cầm miệng. Bạch Chỉ tiếp tục nói. Tiểu hoa hồng tư sắc hơn người, Thế Tử mắt đạo hoa đào, không để ý đến ta, chẳng đến chỗ nàng mà đi. Tiểu hoa hồng biết hắn là Thế Tử, cố ý che giấu nàng là thanh lâu nữ tử, cố tình hẹn thùng, hai người ăn nhịp với nhau, khanh khanh ta ta. Trong cơn giận dữ ta không thể nhịn được nữa, trực tiếp cho nàng một bạt tai, đẩy nàng vào trong hồ. Thế Tử vốn định giữ chặt nàng, không ngờ cùng nhau rơi xuống nước. Thế Tử không biết bơi, suýt chết đuối. Mọi người ồ lên, Bạch Uyên nhíu mày. Tiếp tục. May mắn được người qua đường cứu giúp, hai người thoát nạn. Thế Tử thấy ta thổ lỗ, tính cách mạnh mẽ, lại cố tình gây sự nói muốn từ hôn. Ta chống đối hắn vài câu, nói chút lời khó nghe, trước công chúng làm Thế Tử mất hết cả mặt mũi. Bạch Chỉ lộ ra bộ dáng hối hận. Ta cỡ nào hối hận, cần phải đợi đến sau đại hôn mới được lộ bản tính mới đúng. Thật là sự vạn lần không nên. Mọi người đều vì Bạch Chỉ đáng tiếc, thế nào liền biểu lộ bản tính như thế. Bạch Uyên không có lời nào để nói, tính tình nữ nhi nhà mình hắn sớm đã thành thói quen. Nhưng người ta từ kinh thành đến, có trí thức hiểu lễ nghĩa, tính tình Bạch Chỉ như vậy khẳng định không được, từ hôn là chuyện đương nhiên. Thì ra Thế Tử không trách ngươi là không trách nàng không hiểu tôn ti, làm cho hắn mất mặt. Bạch Uyên thở dài, ngữ khí cũng không tức giận như vừa rồi. Thôi thôi, thôi, có duyên nhưng không có phận, xem ra đời này ta không có đất diễn. Nhị nương ôn nhu an ủi. Lão già, việc là do người, dựa vào quan hệ cũng không xong, tự nỗ lực hoàng ân trào liệng sẽ có lúc nhìn thấy. Nhìn xem, miệng nhị nương chính là lanh lợi, còn Liễu thị cầm Phật châu, miệng nói làm nhảm, không biết là niệm kim cương hay là dịch cân kinh. Thôi, giải tán đi. Bạch Uyên tập tễnh rời đi. Một khắc kia, Bạch Chỉ cảm giác được Bạch Uyên già đi. Làm nữ nhi, cần phải vì cha dệt hoa trên gấm mà không phải trở ngại cha. Nhưng vừa nghĩ đến kiếp trước, Bạch Uyên lên kinh làm quan, chỉ mang nhị nương cùng tiểu đệ đi kinh thành, để lại nàng cùng nương còn có Bạch Thược trông giữ nhà cũ. Nương buồn bực không vui, thân mình ngày càng gầy càng ngày càng yếu, cuối cùng bị ôn dịch đoạt đi tính mạng, trong lòng nàng sẽ không yên. Nàng không cho phép việc này phát sinh, cho nên nàng không thể không xin lỗi cha. Trở lại phòng, Bạch Sinh hờn dỗi. Nàng không biết Mộ Đồ Tô để lại câu nói cuối cùng có tác dụng gì, là trả thù nàng hay là trêu đùa nàng. Thanh Hà thấy Bạch Chỉ nổi giận đùng đùng, đứng xa xa không dám tới gần, sợ bị giận chó đánh mèo. Bạch Chỉ quét mắt nàng liếc mắt một cái, oán trách. Về sau câm điếc là được, làm người thành thật chịu thiệt đi. Thanh Hà cúi đầu nói vâng, muốn nói gì lại thôi. Người có điều gì muốn nói thì nói luôn đi. Thanh Hà do dự một lát, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Bạch Chỉ. Đây là Thế Tử mệnh ta đợi sau khi hắn đi đưa cho tiểu thư. Bạch Chỉ quét mắt phong thư, hai chữ Bạch Chỉ cứng cáp hữu lực. Nàng biết chữ của hắn, đúng là bút tích này. Nàng cầm thư, nhìn một lát, che ngực, hai mắt trợn lên,
kém chút té xỉu. May mà Thanh Hà kịp thời đỡ lấy. Tiểu thư, như thế nào? Bạch Chỉ run run nắm thư. Thư viết: Đồ Tô không biết Bạch tiểu thư thích người nào. Từng hỏi mọi người trong Bạch phủ, không ai biết. Đồ Tô liền nghĩ người mà Bạch tiểu thư thích nhất định không được Bạch đại nhân đồng ý. Đồ Tô liền nghĩ Tiểu Bạch Chỉ không có người hỏi thăm, chỉ còn hắn thời gian lâu dài, Bạch đại nhân nhất định sẽ chấp nhận. Người không cần cảm tạ, xem như lễ vật cáo biệt. Hắn cố ý nói không trách ngươi, là muốn báo cho mọi người ở đây nàng cho hắn đội nón xanh, cho nên mới từ hôn. Tự như cha, điều đầu tiên nghĩ đến chính là nàng có gian phu. Ý tứ của mộ Đồ Tô là cho nàng không có người hỏi thăm, thành gái lỡ thì, như vậy cái gọi là người trong lòng của nàng lao tới muốn nàng, Bạch Uyên khẳng định sẽ tràn ngập phấn khởi đem nàng gả đi, không quan tâm người này thiếu cánh tay hay gãy chân, đần độn hay ngủ ngốc. Biện pháp này quả nhiên là tốt, nhưng người trong lòng của nàng ảo thuật cũng biến không ra. Này, thật sự là vẽ rắn thêm chân, thật là thêm phiền. Từ đây, Bạch Chỉ ở Tô Thành bị mang danh thủy tính dương hoa, nữ nhi không trinh. Ban đầu người cầu hôn đông như chảy hội, bỗng chốc không người hỏi thăm. Nhoáng lên một cái đã 2 năm. Bạch Uyên vỗ ngực liên tục, muốn gả Bạch Chỉ đi, lại không nam tử nào muốn. Hết chương 10, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.